Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình giới thiệu mọi người đây là cây giống dâu da Thái nhá. Đấy. Ăn thì rất là ngon, quả thì sai mọc thành chùm như kiểu là bon bon nhá. Ăn thì rất là ngọt. Đấy, cây thì hoàn toàn là cây ghép nên mọi người về trồng từ 2 năm là bắt đầu quả rồi. Đấy. Cây thì có chiều cao tầm độ 60 phân nhá mọi người nhá. Đấy, hoàn toàn là cây ghép. Cây thì rất khỏe đẹp. Cây da Thái thì ăn rất là ngon, ở ngoài chợ thì người ta bán rất là nhiều. Mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0988630871. Mình có gửi hàng toàn quốc các tỉnh cho mọi người nhé. Rồi cảm ơn cả mọi người nhé.